tìm rất lâu. Khi nghe em kêu lưng vừa lên đầu, anh đầy hoang mang mỗi khi về cuối tháng. Nước mắt trào có lương mà được tiêu đâu. Đôi khi xin em mấy trăm để anh ăn sáng, em kêu không cho, cứ ăn ở nhà cho chắc. Nhưng em yêu ai nhớ khi hỏng xe đột xuất, không có tiền biết sao mà sửa hỡi em. Rồi xin em tiền anh đổ xăng cũng ký bỏ chỉ cho nửa trăm. Đổ xăng xong thì hết tiền ăn đánh mắm bánh mì. Tiền về tay còn chưa kịp đây, cớ sao em đành chân lột ngay. Anh chót dài lấy ngay một bà thu kho. Ngày xưa yêu thì em hiền khô, cứ như hoa làm anh bị đơ. Vậy mà sao mình cười là em đổi thay bất ngờ. Nhìn vào mắt của em giờ đây, chỉ thấy cầu tiền đâu nộp ngay. Anh rất buồn, nhưng anh cũng phải nộp luôn. Đôi khi anh mơ vì anh chẳng rõ em giữ. Bao nhiêu lương kia cứ tiêu tự nhiên như cũ. Nhưng như cơn mơ thức giấc là thôi tan vỡ. Em xuất hiện cánh tay vội vàng giơ lên. Tiền của anh giờ đang để đâu? Thật sâu là hình như tiền lương vừa xong còn thiếu mấy đồng. Thật khổ cho phận anh làm sao, có chết cũng chẳng dám vậy đâu. Mơ thế mà cũng tin là thật mới đau. Giờ đây sao lòng anh chẳng vui, giá khi xưa đừng nghe mẹ xui rằng thì anh mà lấy được em là hết nhất nhà. Nhìn vào gia đình ta thì ra thấy như em thật sao tài ba. Lương tháng nào em gom hết chẳng tuôn ra. Anh rất buồn nhưng anh cũng phải phục luôn.